bên trong là cán bộ sợ sai, bên ngoài dân chúng thở dài lo âu, sợ sai rồi còn né tránh, còn đùn đẩy. Cái gì thuận lợi thì bơ vào mình, cái gì khó khăn thì là đẩy ra cho tổ chức, cho người khác, cho bên ngoài. Cái hành vi không làm gì cả là một hành vi vi phạm pháp luật. Thế thì mỗi lần sai phạm xảy ra thì chúng ta lại nghĩ rằng có lẽ luật pháp chưa được chặt chẽ chăng? Thế là chúng ta lại đặt thêm ra một số quy định. Trong việc chọn sách giáo khoa, ý kiến của giáo viên và nhà trường không được tôn trọng. Thậm chí nhiều tổ chuyên môn, nhiều trường còn phải làm lại biên bản chọn sách cho phù hợp với ý kiến cấp trên. Về tình hình kết quả của những tháng đầu năm 2023 thì phải nói là từ bắt đầu từ cuối năm 2022 thì tình hình đã trở nên rất phức tạp, rất khó khăn rồi. Thì chúng ta đã nhận diện được hết tất cả những vấn đề này và cũng đã có nhiều các chính sách, quyết sách, biện pháp để mà đối phó. Ở trong nước cũng vậy, chúng ta cũng đang là một cái nền kinh tế đang chuyển đổi từ một cái nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Rồi chúng ta cũng đang trong cái quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng. Thế do vậy thì cái hệ thống pháp luật của chúng ta đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện. Nhưng mà các nước phát triển khác là người ta có hàng trăm năm rồi, hệ thống pháp luật người ta đã hoàn thiện rồi. Thế chúng ta bây giờ mới đang trong cái quá trình chuyển đổi. Thì cái chuyện mà nó có thể vấn này, vấn đề kia, mâu thuẫn, chồng chéo hay xung đột hay gì đó, hay chưa đồng bộ, chưa đầy đủ thì là chuyện bình thường. Cái quan trọng là chúng ta phải phát hiện kịp thời và kịp thời điều chỉnh, kịp thời bổ sung làm sao cho nó phù hợp với thực tiễn. Tôi cũng muốn làm từ bờ từ bến về cái chuyện đó, là nói là cán bộ sợ sai cho nên không dám làm, bỏ bê công việc. Thế thì đây là một vấn đề mà tôi cho rằng là có thực trạng, tức là có thật. Thì tôi đồng ý một số ý, nhưng mà phát biểu của các đồng chí, tranh luận của các đại biểu là chưa đủ, hoặc là nguyên nhân nhạy cảm nhất thì chưa nói ra. Cho nên tôi xin nói như sau. Tôi đồng ý với các đại biểu rằng là bên trong là cán bộ sợ sai, bên ngoài dân chúng thở dài lo âu. Âu lo cũng được. Nhưng có cái vấn đề là nói cái sợ sai đó là chưa tới mức, tức là sợ sai rồi còn né tránh, còn đùn đẩy. Cái gì thuận lợi thì vơ vào mình, cái gì khó khăn thì là đẩy ra cho tổ chức, cho người khác, cho bên ngoài. Thì đấy là cái mà cái biểu hiện rất rõ. Về cái hiện tượng một bộ phận cán bộ công chức không làm gì cả. Tôi sở dĩ tôi nói trao đổi với đại biểu Vũ Trung Kim là vì ông chưa chỉ ra được bản chất, nguyên nhân và giải pháp cho cái tình trạng này. Theo tôi thì cái hành vi không làm gì cả là một hành vi vi phạm pháp luật. Bởi vì trong quan hệ pháp luật ấy, hành vi bao gồm hành động và không hành động. Không hành động tức là một bất tắc vi, tức là không thực hiện cái bổn phận nghĩa vụ mà nhà nước trao cho. Như vậy là vô trách nhiệm, mà vi phạm pháp luật thì phải xử lý. Bộ phận này gồm có ba cái nhóm. Nhóm thứ nhất là không biết gì, không biết gì thì không làm được gì. Nhóm thứ hai nữa là không có lợi thì không làm. Và nhóm thứ ba là biết nhưng mà sợ không làm. Cả ba nhóm đấy đều không thực hiện cái nghĩa vụ mà pháp luật trao cho. Đó là theo cái nghị định 81 thì các cái ngành học, các cái sẽ được, các trường sẽ được tự quyết mức học phí nếu như kiểm định chương trình đào tạo. Và thế là dẫn ra một cái làn sóng các trường là đua nhau thực hiện kiểm định để tăng học phí. Và thực tế thì có học phí nhiều trường đã tăng lên rất cao. Và có những trường thì thậm chí là cái ngành học bình thường không mở, nhưng mở ngành chất lượng cao của chính cái ngành học ấy. Nếu mà dự án BOT thì chúng ta thấy là đường cũ vẫn phải để người dân đi, và nếu người nào có tiền thì sẽ đi đường mới.
với cái đầu tư mới, nhưng mà nhiều trường là đã có những ngành học, những trường là tăng học phí từ khoảng 2-30 triệu lên 60 triệu bởi vì là chỉ có đường BOT thôi. Và chất lượng cao là gì? Chất lượng cao là điểm đầu vào thì thấp hơn cả chất lượng bình thường và chỉ tăng thêm một số cái môn học tiếng Anh và sau khi kiểm định xong thì tăng học phí. Tự chủ giáo dục đại học một mặt giúp các trường đại học chủ động hơn trong việc quyết định một số vấn đề về chuyên môn, tài chính, nhân sự, nhưng mặt khác lại là thách thức trong vấn đề huy động các nguồn lực tài chính. Qua thực tế, khảo sát tại một số trường đại học cho thấy, cũng chính từ cơ chế tự chủ đã làm cho cạnh tranh giữa các trường đại học ngày càng gay gắt hơn. Các trường đại học sẽ chạy theo những ngành đào tạo dễ tuyển sinh, làm mất cân đối trong chiến lược phát triển nhân lực quốc gia, chất lượng đầu vào và đầu ra của sinh viên, học viên, đặc biệt là trong đào tạo thạc sĩ. Chất lượng giảng dạy tại nhiều trường đại học không còn là mối quan tâm hàng đầu nữa, mà thay vào đó là nguồn thu, số lượng, sinh viên, học viên có thể tuyển sinh được. Thế thì mỗi lần sai phạm xảy ra, thì chúng ta lại nghĩ rằng có lẽ luật pháp chưa được chặt chẽ chăng? Thế là chúng ta lại đặt thêm ra một số quy định. Phòng cháy chữa cháy mấy chục năm nay, để cái luật của chúng ta có mấy chục năm nay có thiếu không? Đấy, cho nên là nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng mà tôi cho đây là một cái đặc trưng, một cái khiếm khuyết của cái thể chế hiện tại, là cứ mỗi lần có sự cố xảy ra, nhất là những cái chuyện mà dư luận lên tiếng mạnh mẽ, thì cái trong đầu chúng ta nghĩ ngay là chúng ta phải đặt ra chế tài mạnh, chế tài nặng hơn, cao hơn. Thì chúng ta lấy cái đó chúng ta áp dụng thử rồi. Phá rừng, khai thác cát, bí mật, rồi chống cái việc mà say rượu lái xe. Tất cả những cái này liệu nó có phải là do luật nó không có hoặc là không đủ hay không? Tôi được nhiều giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phản ánh trong việc chọn sách giáo khoa, ý kiến của giáo viên và nhà trường không được tôn trọng. Thậm chí nhiều tổ chuyên môn, nhiều trường còn phải làm lại biên bản chọn sách cho phù hợp với ý kiến cấp trên. Tôi có địa chỉ cụ thể của những giáo viên và cán bộ quản lý này. Bên cạnh đó, có những cái điều mà báo chí đã nêu, tôi lấy ví dụ, trong tay tôi đây là cái bản thuyết minh báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam, là một trong những công ty con của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Thì chỉ chưa đầy 2 năm, công ty này đã chi gần 100 tỷ để phát triển thị trường và tập huấn. Không rõ Bộ Giáo dục Đào tạo đã thanh tra nội dung chi này chưa. Nếu mà chúng ta không kiên quyết phát hiện xử lý những hiện tượng chạy trọt đi đêm trong việc này, thì rồi có ngày hối không kịp. Giống như vụ Việt Á hoặc như các cái vụ án hình sự về đấu thầu trang thiết bị trong chính ngành giáo dục.